Xin được kính chào tất cả quý vị, các bạn và quý khách hàng. Hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi sẽ cùng kiểm tra test keo chịu nhiệt độ của Badebon xem có khác gì so với các cái keo thông thường. Như quý vị và anh chị đã biết, khi mà những thanh sắt để dưới trời nắng nóng đốt liên tục của mùa hè thì nó sẽ hấp thụ nhiệt liên tục và tích tụ nhiệt độ lên rất là cao. Đến một ngưỡng nhất định keo không chịu nổi thì sẽ bị bung ra. Và bây giờ chúng ta sẽ làm nóng thanh sắt này lên với nhiệt độ khoảng gần 100 độ. Và chúng ta sẽ cùng xem kết quả nhé. Như quý vị và các bạn có thể quan sát thấy, sau khi khòa với nhiệt độ rất là cao, lên đến 96 độ C, đến tấm anu còn phải cong vênh đi như thế này, nhưng mà keo của chúng tôi vẫn đang còn rất là chắc chắn, thưa quý vị, rất là chắc chắn. Với sức người thì không thể bại ra được. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện tất cả các bước test keo dán siêu dính Badebon chịu nhiệt. Với chất lượng keo như vậy thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng vào các công trình của mình.